Sau đây là giá bán le le tùy theo số kg mà giá khác nhau, mời bà con tham khảo. Le le 1 tháng tuổi 250.000 đồng một con, 2 tháng tuổi 300.000 đồng một con, 3 tháng tuổi 350.000 đồng một con, 4 tháng tuổi 400.000 đồng một con, 6 tháng tuổi 500.000 đồng một con. Địa chỉ có tên là Gốc Chăn Nuôi ở ấp Trung Hưng 1A, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Nơi đây có bán giống và hướng dẫn kỹ thuật nuôi, bà con có thể liên lạc số điện thoại 0949 394979 gặp anh Toản. Qua việc nuôi khảo nghiệm từ nhiều nông dân thành công và làm giàu thì nhiều người cho rằng việc nhân rộng mô hình nuôi le le là cần thiết và đúng đắn, bởi vì le le là loài ít dịch bệnh, sức sống rất là cao, thích hợp với thổ nhưỡng. Hơn nữa thì giá le le đang khá là ổn định nên việc làm giàu từ nuôi le le là một hướng đi rất là lâu dài và bền vững. Vâng ạ, với cách nuôi tự nhiên, thịt le le là một đặc sản được người tiêu dùng ưa chuộng và có giá trị kinh tế cao. Chúc cho bà con thành công nếu chọn mô hình này làm giàu. Mình xin chào các bạn, xin chào bà con. Hôm nay mình làm cái video clip này để nói về cái con le le bên trại mình. Như các bạn có quan tâm cái kênh YouTube của mình thì các bạn thấy là cái con le le là cái con số lượng nhiều ở bên trại, cái con đông nhất ở bên trại mình, cái con chủ lực ở bên trại mình. Thì trong cái quá trình vừa chăn nuôi, mình vừa chia sẻ cho bà con, thì mình cũng có ghi nhận mình có đọc một số comment ở bên dưới. Các bạn có quan tâm tới con le le thì các bạn có hỏi là em rất thích cái mô hình chăn nuôi của anh, nhưng mà không biết em nuôi cái đầu ra nó như thế nào, bán ở đâu. Đó, mình gặp rất là nhiều cái comment cũng như là rất là nhiều cái cuộc điện thoại gọi về hỏi mình như vậy. Thì hôm nay mình tổng hợp lại, chia sẻ lại cho bà con một chút thông tin về cái con le le. Thì cũng giống như cái tâm lý chung của mọi người, ngay cái lúc đầu cũng vậy, ngay lúc đầu thì mình bắt đầu mình khởi nghiệp, mình nuôi le le ở trong cái ao này nè các bạn. Các bạn có xem những cái video trước thì các bạn có thấy mình nuôi ở trong cái ao, cái đìa của mình như thế này đó. Mình cũng tự hỏi là nuôi rồi bán ở đâu. Đem ra chợ bán chắc chắn là không được rồi. Chắc chắn mình không thể nào mình cột giò mình đem ra chợ bán hàng ngày, sẽ không có ai mua đâu, sẽ không có ai ăn đâu. Tại vì cái con này là cái con hoang dã, cái giá trị kinh tế nó còn cao. Nếu mình đem ra chợ bán như con gà con vịt là nó bình thường quá rồi. Nó sẽ lúc đó là cái giá có thể là nó bão hòa rồi các bạn. Mình nói tới cái con đem ra chợ mình bán thì cái thị trường nó rất là dễ rồi. Cứ sáng mình đem ra, chiều mình đem về, bán hết đem về thôi, rất là dễ rồi. Nhưng mà các bạn nuôi cái con này mà các bạn đem ra ngoài chợ bán như con gà con vịt thì chắc chắn là sẽ không ai mua. Mình cũng nghĩ tâm lý như vậy. Mình cũng nghe nói có những cái trại đã thành công rất là lớn, nuôi rất là nhiều con le le như thế này. Thì mình cứ thích thì mình nuôi. Nuôi xong, mình cứ nghĩ là mình nuôi xong đi. Nuôi xong mình tạo được cái con giống. Mình trong tay mình đã có những cái con giống, trong tay mình đã có những cái sản phẩm rồi, mình mới tìm cái thị trường. Các bạn cứ nghĩ giống mình vậy, sẽ tìm cái thị trường. Mình khởi nghiệp năm nay là gần 5 năm các bạn, 4 năm mấy rồi. Thì trong vòng 2 năm đầu là mình chỉ tập trung vô mình nuôi con giống. Mình sản xuất con giống và mình gây con giống, gây bầy đàn ra cho nó đông, cho nó nhiều. 2 năm đầu mình không có bán ra thị trường. Tại vì sao? Vì cái con le le lúc đó cái giá trị nó rất là cao, nó rất là cao. Cái lượng le le mình nuôi giống nó rất là ít. Nó giới hạn chừng vài chục cặp thôi các bạn, chứ không có được vài trăm con thôi. Bắt buộc những cái năm đầu mình phải gây giống ra. Mình phải để giống lại, gây bầy đàn. Là trong vòng 2 năm đầu mình chưa có bán ra thị trường được các bạn. Chưa có bán ra. Mình cũng không có quan tâm với cái vấn đề đầu ra đó nữa. Không có quan tâm nhiều với vấn đề đầu ra. Mình cứ việc mình tập trung vô mình chăn nuôi, cứ việc tập trung vô để mình làm sao để mình tạo cho cái con giống nó chất lượng. Cái thứ hai nữa là mình
nắm được những cái kỹ thuật chăm sóc cái con le le con cũng như là con le le lớn. Mình nắm những cái kỹ thuật đó, đó. Rồi mình cứ nghĩ như vậy, mình tiếp tục mình chăn nuôi. Rồi bắt đầu tới cái lượng con giống nhiều, cái lượng con giống nhiều thì bắt đầu mình mới tìm thị trường. Tìm thị trường các bạn. Các bạn muốn tìm được cái thị trường, muốn tìm được cái đầu ra thì trước tiên là các bạn phải có những cái sản phẩm, những cái con giống, những cái con thương phẩm. Các bạn có cái số lượng nhất định, các bạn tìm đầu ra, lúc đó các bạn hãy tìm đầu ra. Chứ các bạn nuôi mà các bạn chưa nuôi mà các bạn chưa có cái thứ gì ở trong tay hết á, chưa có cái con gì trong tay hết á, mà các bạn tìm đầu ra ở đâu mà có, các bạn có hiểu gì về con la le đâu, các bạn có biết gì về con la le đâu mà các bạn tìm đầu ra, chắc chắn là các bạn sẽ tìm không ra về cái đầu ra của con la le này. Các bạn phải có cái sản phẩm, các bạn đem cái sản phẩm của mình đi, các bạn chào hàng, các bạn giới thiệu cho những nhà hàng nào, những cái quán nhậu nào ăn thịt le le, thì các bạn đem những cái sản phẩm của mình chào hàng, mình giới thiệu cho những cái nhà hàng đó, hoặc là những cái mối lái họ tìm mua le le, hoặc là các bạn giới thiệu cái sản phẩm của mình, thì thông qua người quen, những các mối quan hệ của mình, hoặc là bây giờ thì có internet, có mạng xã hội, thì các bạn làm những cái video hoặc là chụp những cái hình ảnh, các bạn giới thiệu những cái sản phẩm của mình lên cho mọi người cùng xem. Thì các bạn hãy nắm được cái kỹ thuật nuôi nó, các bạn hiểu được cái tập tính nó, và các bạn sản xuất ra được cái con giống chất lượng uy tín đi, rồi các bạn hãy tìm đến cái thị trường, chắc chắn là các bạn sẽ có cái thị trường thôi. Chứ các bạn cứ nghĩ mình mới nghĩ tới, mình chưa có nuôi, mình nghĩ cái đầu ra nó khó, rồi không bán được, không làm được, rồi không nuôi được, không, cái đầu ra nó đại trà như những cái con gà con vịt nó ngoài chợ, thì các bạn đâu có cần phải tìm chi. Các bạn cứ đem ra chợ là các bạn bán rồi, đâu phải cần phải tìm chi cho khó khăn vậy đó. Thì cái tâm lý đó là tâm lý chung, lúc đầu mình cũng vậy. Thì trong 2 năm đầu thì mình cũng có suy nghĩ như vậy, có suy nghĩ giống các bạn vậy. Sau đó thì mình cũng được bạn bè, được người thân, được này kia, những tất cả các mối quan hệ của mình giới thiệu, dần dần mình mới tạo được cái thị trường các bạn. Lòng vòng cũng mất cũng khoảng gần 5 năm các bạn, gần 5 năm mình mới có được cái thị trường, cũng như là có được cái đầu ra cho cái con le le này. Các bạn thấy nó đâu phải là dễ. Các bạn thấy nuôi được cái con le le nó khỏe mạnh như thế này, các bạn phải trả giá bằng thời gian, có khi là tiền bạc, có khi những cái kinh nghiệm mình còn non còn yếu thì nó hao hụt, thành ra đổi thành tiền bạc các bạn. Chỉ có thời gian các bạn chăn nuôi rồi, cái kinh nghiệm thực tế các bạn mới đúc kết ra được, nắm được những cái kỹ thuật, mình mới tạo ra được những cái con giống nó chất lượng đó, những cái con thương phẩm nó chất lượng, thì mình mới có được cái đầu ra. Đó là nói vấn đề kỹ thuật các bạn, đâu phải các bạn cứ suy nghĩ xong cái nhắm mắt lại mở mắt ra là nó có được cái thành quả như hôm nay đó. Các bạn cũng phải trả giá rất là nhiều. Riêng cái bản thân mình thì hôm nay những cái con la le này, những cái kỹ thuật nuôi là mình quá trời nhiều cái kỹ thuật rồi, quá là nhiều cái kinh nghiệm rồi đó. Mình mọi việc các bạn thấy mình nuôi rất là đơn giản đó, các bạn thấy không? Đây là cái khu nuôi le le tơ của mình, le le con đó các bạn. Mình cũng thường hay chia sẻ với các bạn đó, các bạn thấy rất là đơn giản, không cần chuồng trại cầu kỳ, không cần phải xây chuồng gạch men, xây trại hoành tráng để làm gì đâu. Các bạn thấy là mình làm những cái điều rất là đơn giản, các bạn thấy nó rất là đơn giản không? Le le ở ngoài đìa,
ở ngoài đìa ở dưới nước thả lục bình rồi cho ăn. Nhưng mà các bạn muốn được những cái đơn giản như thế này thì các bạn đã trải qua 1 năm, 2 năm kinh nghiệm các bạn mới có thể làm được những cái điều đơn giản vậy. Các bạn thấy mình nuôi số lượng rất là nhiều và la le mình cung cấp rất là chất lượng, rất là ok. Các bạn thấy cầm lên con la le rất là bóng, rất là mập, tại vì mình cho nó ở ngoài như thế này. Đó. Đó. Thì các bạn có hỏi mình cái đầu ra thì các bạn thấy thích á, thích cái con này, các bạn thấy nó tiềm năng thì các bạn cứ nuôi đi, cứ đầu tư nuôi. Mình không có xúi các bạn nuôi, nhưng mà bạn, những bạn nào cùng chung sở thích, cùng chung cái đam mê với mình, cùng thấy được cái tiềm năng của cái con la le này thì các bạn cứ đầu tư các bạn nuôi đó. Còn không có cái việc gì mà nó chắc ăn 100% hết các bạn. Không có chuyện gì mà ở trên đời này mà nó tuyệt đối hết các bạn. Đó. Có thất bại mới có thành công. Riêng bản thân mình năm đầu cũng có rất là nhiều thất bại, rất là nhiều khó khăn. Mình xem đó là cái thử thách của mình để mình vượt qua. Thì cái ngày hôm nay có được cái ngày hôm nay, có được những cái kinh nghiệm ngày hôm nay thì mình cũng trả giá rất là nhiều khó khăn. Đó. Thì mình muốn đem những cái kinh nghiệm của mình, đem những cái hiểu biết của mình chia sẻ lại cho bà con. Đó, đây là cũng là cái hình thức mình tìm kiếm thị trường đó các bạn. Thì các bạn làm được đi, các bạn hãy chia sẻ cho bà con. Đó. Các bạn chưa làm, các bạn trong tay các bạn chưa có con giống, các bạn chưa sản xuất được cái con thương phẩm thì làm sao các bạn tìm được cái thị trường? Các bạn cứ xem những cái video của người ta, các bạn cứ xem ở trên điện thoại, các bạn ôm điện thoại suốt ngày, làm sao các bạn tìm được cái thị trường. Các bạn muốn bán được cái sản phẩm của các bạn phải đi tìm khách hàng. Đó, các bạn phải giới thiệu sản phẩm của các bạn ở những cái nơi người ta thu mua. Đó, thì cái lượng cái con la le này cũng không có nhiều. Vì thế cái thị trường còn rất là tiềm năng, nó rất là thoải mái hơn con gà, con vịt mình rất là nhiều. Các bạn thấy những cái trại gà, trại vịt ở miền Bắc nuôi rất là khó khăn, thời tiết rất là khó khăn, người ta nuôi vẫn được. Huống chi là cái con la le này các bạn thấy đề kháng rất là mạnh. Mình nuôi mình không cần dùng vaccine, gì hết, không có tiêm ngừa định kỳ gì hết các bạn. Nó rất là khỏe, rất là dễ nuôi nữa. Thì các bạn muốn tìm được cái thị trường thì các bạn chủ động các bạn tìm. Các bạn trước tiên là các bạn phải tạo ra được cái con giống, tạo được con giống. Người ta nói thường người ta nói vui những câu như thế này là chỉ có người trong cuộc mới hiểu những gì trong kẹt thôi các bạn. Các bạn cứ chăn nuôi về cái lĩnh vực, tìm hiểu về cái con la le đi. Tất nhiên các bạn sẽ tìm được cái thị trường ở con la le này. Đó. Còn các bạn nào tìm không ra, có thể không chịu tìm hoặc là tìm không ra thì đó, các bạn cũng có thể liên hệ với mình, hợp tác với mình để cung cấp lại những cái con giống hoặc là cái con thương phẩm. Các bạn hãy xác định mình nuôi cái con thương phẩm hay là nuôi cái con giống thì các bạn có thể gọi số điện thoại trên màn hình cho mình, hợp tác với mình đó. Vì mình cũng hiện tại mình cũng đang bao tiêu cho một số bà con mua giống bên mình đó. Nhưng mà các bạn đừng có trông vào mình, tại vì mình có rất là nhiều khách hàng. Các bạn phải là cái người chủ động để mình tìm cái thị trường. Mình tìm cái thị trường. Cái trường hợp mà cái ở vùng quê của mình ít nhà hàng hoặc là ít mối lái hoặc là khó khăn quá, các bạn hãy liên hệ với mình. Chứ đừng có chủ động, tôi nuôi xong anh thu mua lại cho tôi, bao tiêu cho tôi, tôi mới mua của anh hay là như thế nào đó. Thì các bạn biết một tháng mình rất là nhiều khách, một năm mình rất là nhiều khách. Ai cũng bao tiêu, bao ghét cả tiêu hết luôn. Đúng không các bạn?
các bạn phải chủ động, các bạn phải tìm cái thị trường. Cái trường hợp nào các bạn tìm không ra được nữa thì các bạn hãy liên hệ lại với mình đó. Còn cái gì cũng tiêu bao tiêu hết trơn. Các bạn biết một năm mình bán mấy ngàn con giống như thế này thì mấy ngàn con nó đẻ ra mấy ngàn con nữa đó. Mà các bạn mà không chủ động, các bạn đi tìm thị trường, các bạn không chủ động thì các bạn cứ trông cậy vào tôi bao tiêu cho các bạn, tôi bao giết rồi tôi tiêu luôn, tôi dẹp chạy luôn đó. Cái vấn đề đó là các vấn đề các bạn sản xuất ra được cái con giống, các bạn nắm được cái kỹ thuật đi, rồi các bạn có trong tay những cái con giống, những cái con thương phẩm đi, rồi các bạn hãy tìm đi cái thị trường đó. Chứ trong tay các bạn chưa có được cái con gì hết trơn mà các bạn đòi cái thị trường, ở đâu ra cái thị trường, tìm ở đâu ra? Các bạn tìm ở ngoài chợ hả? Ngoài chợ không bao giờ có ai mà bày bán những cái con này đâu các bạn. Những cái con này là thuộc động vật hoang dã, nên những cái khách hàng ở trong cái nhà hàng hoặc là các bạn những cái quán nhậu nào đó, họ chuyên về cái động vật hoang dã, họ mới thu mua. Hoặc là những cái thương lái, những cái lái ở gần các nơi các bạn thu mua động vật hoang dã, họ mới thu mua thôi. Chứ còn những cái lái bán gà bán vịt ở chợ thì các bạn không có tìm ra được đâu, hầu như là vậy. Thì mình cũng có đôi lời chia sẻ với các bạn về cái con le le này một chút. Thì đó là những cái câu hỏi các bạn thường hỏi mình. Đây là những cái con le le tầm 2 tháng tuổi của mình các bạn. Các bạn biết cái con le le như thế này, cái con le le được những cái con như thế này các bạn phải gom rất là nhiều ổ le le. Mỗi ổ nó tầm khoảng 9 cho tới 12 trứng thôi. Nở ra hao hụt nuôi sống như thế này thì mỗi ổ nó còn khoảng 5 con. Thì một bầy như thế này rất là nhiều ổ le le. Vì thế có con nhỏ con bự có là cái chuyện tất nhiên, nó không đều như gà công nghiệp đâu các bạn. Nó không nở một loạt như gà công nghiệp đâu các bạn. Ở đây thì mình có những cái con vịt trời. Thì hôm nay mình quay cho các bạn xem. Đây là cái khu nuôi le le của mình. Hầu như là mình không nuôi trong trại nữa, mình đem ra ngoài đìa hết các bạn. Em vào đìa. Tại vì cái miền Tây mình bây giờ là cái tháng này tháng nắng nên rất là thuận tiện cho cái việc nuôi le le của mình, chăm sóc rất là dễ. Cái tháng mưa con le le mình nó còn ướt lông, nó còn mưa ướt sợ lạnh thì mình nuôi ở trong trại. Còn cái tháng này mình nuôi hoàn toàn ở ngoài trời hết. Các bạn thấy nè, các bạn nhìn rất là đơn giản. Nhìn rất là đơn giản, không có gì cầu kỳ đó. Các bạn hỏi mình, cứ hỏi mình nuôi nhiều vậy có đầu ra ở đâu. Lúc đầu mình cũng lo lắm, lo lúc đầu nuôi, năm đầu nuôi cũng lo lắm, sợ lắm các bạn, sợ cái đầu ra lắm, sợ không biết bán ở đâu, sợ cái đầu ra như thế nào. Đến năm nay là năm thứ năm rồi, gần 4 năm mấy, gần 5 năm rồi, thì mình cũng sợ nữa các bạn, mình cũng sợ nữa. Nhưng mà sợ là không đủ con giống để cung cấp cho bà con. Các bạn nếu mà các bạn nào mà có gọi điện cho mình, có đặt giống bên mình thì các bạn cũng biết rồi đó. Mỗi đợt như thế này á tầm 100 ngoài con thôi. Nhưng mà mình hầu như là mình nhận những cái đơn hàng trước rồi. Khách đợi tới ngày giao, đợi tới ngày bắt thôi các bạn. Đó. Thì hiện tại thế này thì cỡ này thì 2 ngày nữa mình đã giao toàn bộ những cái con này hết rồi. Khách hàng muốn mua con giống nhỏ thì mình giao những con giống nhỏ. Khách hàng muốn mua loại lớn thì mình giao loại lớn. Còn những cái con nào sau khi đã bán những cái con giống mình chọn lọc xong rồi, mình bán về những cái con thương phẩm các bạn. Bán về những con thương phẩm thì bây giờ mình cũng rất là lo, rất là sợ cái vấn đề đầu ra, nếu mà sợ không đủ hàng để cung cấp cho bà con. Có một số khách hàng đã đặt mình trước 1-2 tháng. Có những cái đơn hàng mình quên hoặc mình sót gì đó, cũng có kẻ giận người hờn cũng nhiều lắm. Các bạn cũng thông cảm ha. Các bạn cũng thông cảm cho mình. Đó, đây là những cái hình ảnh, những cái kinh nghiệm, những cái gì thực tế mình quay, mình chia sẻ lại cho bà con.
đó, những cái mình làm được, những cái mình làm được mình chia sẻ lại cho con. Thì các bạn nào chưa có tìm hiểu về cái con la le thì các bạn hãy bấm vô cái danh sách phát những cái con la le bên trại mình để các bạn có thêm cái thông tin, có thêm cái thông tin đó. Riêng bản thân mình thì ngay từ lúc nuôi mình gây đàn nhiều lên, mình cũng không có sợ cái đầu ra. Mình cũng không biết cái đầu nó ra làm sao mà các bạn lúc nào cũng sợ. Thật ra mình không sợ cái con đầu ra. Mình cũng nói là thông báo cho các bạn là hiện tại le le bên mình đang vào cái đầu mùa, nên có những cái con le le khoảng một tháng mình xuất khoảng tầm 100-200 con le le giống cho bà con thôi, chứ không có nhiều nữa, không có nhiều như ở trong mùa nó mới nhiều các bạn. Thì những cái con này khách đã liên hệ, đã đặt trước rồi đó. Thì đây là những cái con vịt trời, vịt trời của mình muốn sản xuất được những con vịt trời, nhưng mà nó giới hạn thôi các bạn, không có nhiều, tại vì cái con vịt trời bây giờ nó không có giá nhiều, không có giá cao bằng cái con la le, nó không có tiềm năng nữa. Thì đây là đôi điều để chia sẻ với bà con, đôi điều chia sẻ với các bạn về cái vấn đề đầu ra cái con la le đó. Các bạn có quan tâm thì các bạn đón theo dõi những cái video tiếp theo của mình. Tại vì mỗi một cái video như vậy nó cũng có giới hạn cái thời lượng, thời gian. Mình cũng không có truyền tải hết nhiều cái thông tin cho các bạn. Các bạn có quan tâm thì các bạn cứ bấm vào đăng ký và bấm vào cái chuông để theo dõi. Mỗi cái video mình chia sẻ, mình truyền tải một chút cái thông tin về cái con vật nuôi bên trại mình. Rồi, xin chào các bạn, xin chào bà con.